giải đáp mấy câu hỏi về da bị lão hóa mà mấy chị em thường hỏi. Trời ơi, da của mình bị nhăn quá. Hãy dùng collagen acyli. Ui, da mặt của mình bị chảy xệ quá. Hãy dùng collagen acyli. Trời, cái gì vậy trời? Sao da mình lão hóa nhanh vậy? Hãy dùng collagen acyli. Sao da mình lại khô thế này nhỉ? Hãy dùng collagen acyli. Da cổ của mình bị nhăn quá rồi, làm thế nào bây giờ? Hãy dùng collagen acyli. Trời ơi, tóc mình rụng nhiều quá rồi. Hãy dùng collagen acyli. Da mình sạm hơn trước nhiều quá. Hãy dùng collagen acyli. Muốn trẻ đẹp. Hãy dùng collagen acyli.